Không thấy không? Hả? Mở máy và máy tự động rồi. Bây giờ cô bắt cùng cho tắt. Trường đại học tổng hợp là sao? Nó đang kêu ngoài mình trong thành phố Hồ Chí Minh mình trường gì, đại học gì nhiều. Ở ngoài Hà Bắc hay có đường đại học tổng hợp. Hồi đó là thời đó là ngoài Bắc tổng hợp hơn đường đúng không? Đi cái tiểu đoàn đó mà đánh ở Hòn Đá Biên mà chết hết trơn tiểu đoàn, còn mấy người đó là trường đại học tổng hợp ra không? Ở đâu? Ở ngoài Bắc. Ở ngoài đại học có tổng hợp đó. Cái thời đó công mình đâu có. Đâu có trường đại học tổng hợp nữa mà bắt giờ cũng mình bây giờ Sài Gòn có là bây giờ mà khác mà để tổng hợp thì người nói hợp. Chung ông giỏi ngành nào ông đi ngành đấy tổng hợp mà. Ông muốn đi đâu ông thi đậu đó người ta cho đi rồi ông cũng nhiều mà bác sĩ cũng có đủ mà ông thi bác sĩ khó lắm, bác sĩ cao điểm lắm, bây giờ thì cao lắm.